giờ con không có con cháu con nghèo con không có gì xì cho cô, nhưng mà năm nay là cái dấu mốc là bà là Thìn, là tuổi Thìn của cô luôn. Ba con tuổi Thìn cô hình như là cô ẩn ẩn tuổi phải không của ba? Rồi, con lì xì cho cô. Là ba mày lớn hơn cô con gái. Lì xì cho cô năm mới, gắng sống khỏe mạnh nha trời ơi, được hưởng thụ chưa chị chân người có để cho nó xẹt xuống nữa nghe, con gầu mẹ con muốn chết luôn. Trời ơi, ông tám gà, tám gà không cái gầu rồi lo này lo kia. Tám vỡ cái cũng lo nữa. Phải mua cái này, mua cái kia. Mua mắt cũng chết mẹ hả? Không có ai làm rồi sao? Bây giờ không ai làm rồi sao? Mua mắt cũng chết hả? Nha. Người ta làm biết nó ngon hay không nữa. Tại vì hồi đó giờ cô lì xì cho con với con chô, mà con chưa có lì xì cho cô. Năm nay là cái dấu mốc thiêng liêng quan trọng năm Thìn của cô tuổi Thìn nữa. Cho nên giờ con với anh chô lì xì lại cho cô, chúc cho cô được sống thọ vui vẻ, khỏe mạnh trường thọ nghe, đang hưởng thụ khổ hết một cuộc đời rồi. Sinh niên khoai là sinh niên khoai là thì bây giờ chồng thì mấy đứa nó săn sóc tiếp chứ không lẽ rồi vậy cô cứ chồng già nè, nó tới nó tới nữa, nó tới bây giờ mấy đứa nào rảnh thì ra làm cầu tứ không được nữa.